Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định chúng ta cũng kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa phương, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách. Vi phạm trách nhiệm nêu gương của những điều đảng viên không được làm được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Trước thực tế tham nhũng, trước đây chúng ta từng nhận định là một nguy cơ, cán bộ, đảng viên, nhân dân rất lo lắng, nhưng chúng ta đã làm được như vậy. Nhiều tầng lớp nhân dân cũng lo lắng. Liệu chúng ta có tiếp tục được công cuộc này nữa hay không? Rồi xử lý như thế nào để đất nước phát triển? Nhưng cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng rất tin tưởng bởi chúng ta đã xử lý kiên quyết và Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải có trách nhiệm giải quyết những lo lắng này của nhân dân. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng và miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ánh Dương. Vậy cụ thể, trong quá trình công tác, bà Hồng và ông Dương đã để xảy ra những vấn đề tiêu cực nào? Nếu quý vị khán giả có chùm thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Kính thưa quý vị, để đảm bảo sự thành công của các bản tin phát sóng, đội ngũ biên tập và sản xuất đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Mỗi chương trình được thực hiện đều là sự nỗ lực và nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất. Vì vậy, rất mong quý vị hãy dành ra vài giây để ủng hộ đội ngũ bằng cách bấm vào nút thích dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Cụ thể, vào sáng ngày 8 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định về nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với bà Lê Thị Thu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ánh Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ô Bích, theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, tại kỳ họp thứ 46, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Cơ quan Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Hậu quả là Đảng, Đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vậy quy định miễn nhiệm bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Ánh Dương liệu có thể hiện đúng tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm của người lãnh đạo? Quý vị có đồng tình với quyết định này không? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Những vi phạm nêu trên đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm và khuyết điểm nêu trên thuộc về nhiều lãnh đạo, trong đó có ông Lê Ánh Dương, bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Ô Bích. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông Lê Ánh Dương, bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Ô Bích. Ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Quyết định đã nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Ánh Dương do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng hồi tháng 4 năm 2023. Ông Lê Ánh Dương cũng từng bị Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác
và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành tạm thời điều hành hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho đến khi cơ quan có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho đến khi cơ quan có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, căn cứ vào quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046, Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạm đình chỉ về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Dương Văn Thái, sinh năm 1970, quê quán Bắc Giang, có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, sau đó là cán bộ thuế thuộc chi cục thuế thị xã Bắc Giang. Năm 2006, ông Thái trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, rồi thành chủ tịch thành phố Bắc Giang. Năm 2014, ông làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, rồi chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang từ năm 2019. Đến tháng 10 năm 2020, ông được bầu làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Tại đại hội 13 của Đảng, ông trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, giữ chức bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 7 năm 2021, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Vậy quý vị có đồng tình với quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ của ông Dương Văn Thái ngay sau khi có quyết định khởi tố? Điều này có đủ để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình điều tra không? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Trước đó, ngày 15 tháng 4, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng với 5 người khác, gồm 2 lãnh đạo của Thuận An và 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang, về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Trong đó, các ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc và Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang cũng bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tới ngày 22 tháng 4, khi mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quý vị thân mến, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, công tác cán bộ là gốc của mọi vấn đề, mọi việc thành hay bại là do cán bộ. Nếu nói công tác xây dựng Đảng là then chốt, thì công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân, đường lối hay bao nhiêu, chủ trương chính sách đúng đắn bao nhiêu, nhưng nếu cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, thậm chí làm sai lệch, thì cũng không thực hiện được. Quý vị thân mến, thật là một bức tranh đáng buồn, nhưng không thể nói là bất ngờ về những người cầm cân nảy mực của công lý. Có lẽ ông Trần Hoàng Tỷ và ông Võ Đình Sớm đã quên mất rằng chức vụ của họ không phải là một công cụ để thu lợi cá nhân, mà là trách nhiệm nặng nề được giao phó bởi nhân dân và nhà nước. Những người họ lẽ ra phải bảo vệ công lý và sự thật lại biến tòa án thành một sân khấu của những trò hề tham nhũng. Như quý vị đã biết, ngành tư pháp với vai trò là trụ cột của nền pháp quyền đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công lý và bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay lò của bác Tô Lâm chống tham nhũng tiêu cực đã thực sự cháy lan tới tận địa phương và chạm đến những khu vực mà trước đây người ta khó có thể ngờ tới. Điều này càng đặc biệt nghiêm trọng khi lửa đã bén vào cả những cơ quan tư pháp, những nơi được xem là biểu tượng của công lý, nơi các bao công hiện đại phải giữ gìn sự liêm chính và công bằng. Tuy nhiên, thực tế lại phơi bày sự thật đáng buồn. Nhiều kẻ khoác trên mình chiếc áo quan tòa, mang danh là người cầm cân nảy mực, nhưng lại sẵn sàng lật mặt trắng trợn khi có tiền hối lộ. Mới đây, vào ngày 13 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hoàng Tỷ, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau về hành vi nhận hối lộ. Và một vụ việc tương tự khi thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Võ Đình Sớm bị khởi tố và xử lý theo quy định vì nhận 500 triệu đồng của đương sự để xử cho thắng kiện, đã khiến cho người dân lương thiện phải chịu oan sai như thời phong kiến, khi công lý chỉ dành cho kẻ mạnh.
Vậy những vị thẩm phán này đã vi phạm ra sao, gây ảnh hưởng thế nào cho ngành tư pháp Việt Nam, đã làm người dân bất bình như thế nào? Và liệu rằng lò của bác Tô Lâm chống tham nhũng tiêu cực đã đốt đến tận cùng ngõ ngách hay chưa? Nếu quý vị khán giả có chùm thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Vâng, thẩm phán Trần Hoàng Tỷ có thể nói đó là một ví dụ đáng buồn cho sự tham lam vô độ. Thẩm phán, một danh xưng được bao nhiêu người kính trọng, là biểu tượng của công lý, sự công bằng và liêm chính. Ấy vậy mà trong câu chuyện đầy mỉa mai và chua chát này, cái tên Trần Hoàng Tỷ lại gợi lên sự thất vọng tột độ khi ông ta không chỉ bôi nhọ chức danh cao quý ấy mà còn tự biến mình thành một kẻ tham lam tầm thường. Như báo chí đã đưa tin, vào ngày 13 tháng 8, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Trần Hoàng Tỷ, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo thông tin ban đầu, thì năm 2023, ông Tỷ có hành vi nhận 80 triệu đồng của một người dân ở huyện Ngọc Hiển để giúp người này thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất. Vâng, có thể nói, với số tiền hối lộ vỏn vẹn 80 triệu đồng, một số tiền chẳng đáng là bao so với cái giá của sự liêm chính và trọng trách mà ông Tỷ đang nắm giữ, ông ta đã sẵn sàng bẻ cong công lý. Thật khó tin, một người được giao trọng trách quyết định số phận của người khác thay vì dựa vào sự thật và luật pháp lại có thể dễ dàng bị mua chuộc chỉ bằng một số tiền nhỏ nhoi như thế. Phải chăng ông ta đã quên rằng chức vụ thẩm phán là để bảo vệ công lý chứ không phải là công cụ để trục lợi cá nhân? Hành vi của ông Trần Hoàng Tỷ không chỉ là sự phản bội đối với hệ thống pháp luật mà còn là một sự xúc phạm đối với nhân dân, những người đặt niềm tin vào ông. Khi một thẩm phán, người nắm giữ quyền lực quyết định số phận của người dân lại lợi dụng quyền lực ấy để thu lợi cá nhân, đó không chỉ là hành vi tham nhũng mà còn là tội ác chống lại niềm tin của xã hội. Công lý dưới bàn tay của những kẻ như Trần Hoàng Tỷ không còn là thứ cao quý và bất khả xâm phạm nữa. Nó bị biến thành một món hàng rẻ mạt, sẵn sàng được bán cho ai trả giá cao nhất. Nhìn vào hành vi của ông Tỷ, người ta không khỏi tự hỏi liệu có bao nhiêu quyết định của ông ta đã được đưa ra dựa trên số tiền nhận được thay vì sự thật và pháp lý. Vụ việc của ông Tỷ là một lời nhắc nhở cay đắng về sự mong manh của công lý khi nó nằm trong tay của những kẻ không xứng đáng. Một thẩm phán như ông, người mà lẽ ra là phải bảo vệ công lý và đạo đức, lại biến tòa án thành một sân khấu sự giả dối và tham lam. Sự xuống cấp này không chỉ làm ô uế hình ảnh của cả ngành tư pháp mà còn khiến lòng tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật bị lung lay nghiêm trọng. Chức vụ thẩm phán, một vị trí mà xã hội tin tưởng trao cho những người có đạo đức và hiểu biết sâu sắc về pháp luật, đã bị ông Trần Hoàng Tỷ biến thành công cụ để kiếm tiền bẩn thỉu. Ông ta đã không chỉ phá hủy sự nghiệp của mình mà còn làm tổn thương niềm tin của hàng triệu người dân vào hệ thống pháp luật. Sự tham lam của ông ta đã để lại một vết nhơ khó có thể xóa bỏ, không chỉ cho bản thân ông mà còn cho cả hệ thống pháp lý mà ông ta đã từng đại diện. Nhưng liệu có phải chỉ mình ông Tỷ là kẻ tham lam hay đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một hệ thống mà sự liêm chính đã dần trở thành thứ xa xỉ? Chỉ với 80 triệu, ông Tỷ đã sẵn sàng đánh đổi tất cả, danh dự, sự nghiệp và lòng tin của nhân dân. Điều này không chỉ cho thấy sự tham lam tột độ của cá nhân ông mà còn phản ánh một thực trạng đáng báo động về sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận không nhỏ các lãnh đạo tư pháp hiện nay. Vâng, kính thưa quý vị, nếu như Trần Hoàng Tỷ đã khiến chúng ta thất vọng, thì Võ Đình Sớm, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, lại là một biểu tượng thậm chí còn đen tối hơn về sự tha hóa quyền lực. Ở đây không chỉ là 80 triệu đồng mà còn là một con số khổng lồ, 1,5 tỷ đồng để một thẩm phán có thể xử thắng kiện. Cái giá để mua công lý trong tay của ông sớm được đẩy lên mức độ không tưởng, cho thấy sự băng hoại trong đạo đức nghề nghiệp của ông đã đến mức không thể cứu vãn. Theo tạp chí Viện Kiểm sát đã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Võ Đình Sớm, sinh năm 1968, là cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai về tội nhận hối lộ. Cụ thể, ông Võ Đình Sớm, với khuôn mặt của một người đại diện cho công lý, lại tỏ ra không ngần ngại khi đề nghị đương sự
phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng để mua lấy một phán quyết có lợi. Thật là một sự mỉa mai cay đắng khi người được giao phó nhiệm vụ bảo vệ công lý lại sẵn sàng bán rẻ nó với cái giá cao ngất ngường. Ông ta không chỉ bôi nhọ chính mình mà còn làm ô danh toàn bộ hệ thống pháp luật mà ông đang phục vụ. Theo như cáo trạng, ông Võ Đình Sớm được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Phan Anh Tuấn, trú tại thành phố Pleiku và bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Sớm yêu cầu ông Tuấn phải đưa tiền nếu muốn thắng kiện. Tháng 5 năm 2023, ông Sớm gọi điện cho ông Tuấn đến làm việc tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tại đây, ông Sớm yêu cầu ông Tuấn phải chi tiền nếu muốn xử thắng kiện. Ông Tuấn nói không có tiền, nhưng đề nghị nếu được xử thắng kiện sẽ cho ông Sớm 10 mét ngang mặt đường. Tuy nhiên, ông Sớm từ chối và yêu cầu 1,5 tỷ đồng để ông đưa cho ba cơ quan chức năng ở tỉnh Gia Lai. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, ông Sớm ký quyết định đưa vụ án ra xét xử và ấn định thời gian mở phiên tòa là ngày 11 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, sau đó phiên tòa đã bị hoãn do vắng mặt đương sự. Khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 7, ông Tuấn gọi điện thoại cho ông Sớm để hỏi việc giải quyết vụ án và ông Sớm tiếp tục yêu cầu phải đưa 1,5 tỷ đồng. Khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 7, tại quán cà phê trước cổng Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Sớm nói với ông Tuấn rằng Viện Kiểm sát đề nghị không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Tuấn. Nếu ông Sớm xử ông Tuấn thắng kiện nhưng Viện Kiểm sát kháng nghị thì ông Tuấn vẫn phải ra Đà Nẵng nhờ người chạy án mới xong. Sau đó, ông Sớm giới thiệu luật sư TQT trú tại thành phố Pleiku để ông Tuấn liên hệ hỗ trợ pháp lý cho ông Tuấn ở giai đoạn phúc thẩm và vay tiền. Khoảng 9 giờ ngày 31 tháng 7, ông Tuấn đến Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để gặp ông Sớm tại phòng làm việc. Ông Sớm yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng và phải đưa trong tuần để giải quyết vụ án như đã hẹn. Khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 8, ông Tuấn đem túi sách có 500 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Sớm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ông Tuấn để túi đựng tiền xuống gầm bàn theo hướng dẫn của ông Sớm rồi hỏi lại liệu có chắc chắn không. Ông Sớm trả lời, em xử mà. Ngay sau đó, ông Tuấn ra về lúc 9 giờ 30 ngày 4 tháng 8. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khám xét phòng làm việc của ông Sớm và đã thu giữ 500 triệu đồng. Trong quá trình điều tra ban đầu, ông Sớm nhận là có nhận trước 500 triệu đồng để xử thắng kiện. Nhưng các lời khai sau này, ông lại phủ nhận lời khai ban đầu. Lúc thì ông Sớm khai, số tiền 500 triệu đồng mà cơ quan điều tra thu giữ là của ông Tuấn đem đến nhờ giải quyết vụ án, nhưng ông Sớm không hứa hẹn gì. Lúc thì lại khai số tiền đó không biết ông Tuấn đem đến để trong phòng làm việc. Lúc thì khai ông Tuấn vay hộ để ông Sớm góp cổ phần với ông Tuấn nâng cấp trại heo. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của ông Tuấn, các file ghi âm nội dung trao đổi giữa ông Sớm và ông Tuấn qua điện thoại, lời khai của những người có liên quan, biên bản khám xét và thu giữ tiền của cơ quan điều tra và các chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra, có đủ cơ sở khẳng định ông Sớm đã nhận 500 triệu đồng của ông Tuấn để giúp ông Tuấn thắng kiện. Cơ quan điều tra xác định ông Tuấn có hành vi đưa hối lộ ông Sớm, nhưng trước khi bị phát giác, ông Tuấn đã chủ động trình báo toàn bộ sự việc và phối hợp với cơ quan điều tra. Do vậy, không xử lý về hành vi đưa hối lộ đối với ông Tuấn. Với vụ án trên, ông Võ Đình Sớm đã lộ rõ bản chất tham lam khi biến công lý thành món hàng mặc cả, yêu cầu hối lộ 1,5 tỷ đồng và từ chối nhận đất đai tranh chấp nếu không được trả bằng tiền mặt. Khi bị bắt quả tang nhận hối lộ 500 triệu, ông ta liên tục thay đổi lời khai từ thừa nhận việc giải quyết vụ án đến phủ nhận hoàn toàn, thậm chí tự biến mình thành nạn nhân trong âm mưu góp vốn nâng cấp trại heo. Hành vi này không chỉ xúc phạm các chức danh thẩm phán mà còn làm lung lay lòng tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật. Việc một thẩm phán bán rẻ công lý là một tội ác đối với xã hội, phản ánh sự tha hóa của quyền lực trong tay những kẻ không xứng đáng. Nếu hệ thống pháp luật không được bảo vệ bởi những con người liêm chính, nó sẽ trở thành công cụ để những kẻ như ông Sớm lạm dụng và trục lợi, khiến cho những người dân lương thiện trở thành nạn nhân đáng thương nhất. Sự tha hóa của ông Sớm và ông Tỷ là minh chứng rõ ràng cho sự xuống cấp nghiêm trọng trong hệ thống tư pháp hiện nay. Những hành vi tham nhũng của họ không chỉ biến công lý thành một món hàng mua bán, mà còn làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật. Tòa án là biểu tượng của công lý đã bị vấy bẩn bởi lòng tham vô đáy của những người lẽ ra phải bảo vệ nó. Ông Tỷ sẵn sàng đổi trắng thay đen chỉ với 80 triệu đồng, giúp một cặp vợ chồng thắng kiện trong một vụ tranh chấp đất đai. Hành động này cũng chẳng khác nào tự tay ông xé bỏ tấm áo choàng đen,
biểu tượng thiêng liêng của công lý và quăng nó vào vũng bùn phản bội. Còn ông Võ Đình Sớm thì lại chờ chén thương lượng hối lộ với những điều kiện trắng trợn, yêu cầu 1,5 tỷ đồng để chạy án khi không đạt được thỏa thuận ban đầu, yêu cầu 1,5 tỷ đồng để thăng án. Hành vi của những kẻ này không chỉ là sự phản bội đối với trách nhiệm của họ, mà còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với toàn hệ thống pháp lý. Một hệ thống lẽ ra phải được xây dựng trên nền tảng liêm chính và công bằng, nhưng giờ đây đã bị phá hoại bởi những con sâu mọt. Sự suy thoái đạo đức trong tư pháp là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ổn định và phát triển của xã hội. Khi niềm tin vào công lý bị lung lay, xã hội sẽ đối mặt với những khủng hoảng nghiêm trọng hơn bất kỳ cuộc khủng hoảng kinh tế hay chính trị nào. Trong bối cảnh đó, việc giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc những kẻ lợi dụng quyền lực là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ công lý và nền tảng xã hội văn minh. Vậy những điều này gây nên hệ lụy gì? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Vâng, hậu quả của những hành vi này không chỉ dừng lại ở việc mất đi niềm tin của người dân vào hệ thống pháp lý, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc và lâu dài. Những người dân bị ảnh hưởng bởi những phán quyết bất công, những người đã phải chịu thiệt thòi vì không đủ khả năng mua được công lý, sẽ mãi mãi mang trong mình sự cay đắng và bất mãn. Họ không chỉ mất đi quyền lợi chính đáng, mà còn mất đi niềm tin vào sự công bằng, vào luật pháp và chính quyền. Những người như ông Tỷ, ông Sớm, với những hành vi tham nhũng và trục lợi đã gây ra những thiệt hại không thể đong đếm được cho xã hội. Họ không chỉ làm tổn hại đến danh dự của nghề thẩm phán, mà còn làm suy yếu cả một hệ thống pháp lý. Những thiệt hại này không chỉ là vật chất, mà còn là sự mất mát về niềm tin và lòng tự trọng của người dân. Vụ việc hai vị thẩm phán này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ xã hội về mối nguy hại của tham nhũng trong hệ thống pháp lý. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, nếu không ngăn chặn kịp thời và triệt để những hành vi như vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tương lai mà công lý chỉ là một khái niệm trừu tượng, không còn ý nghĩa thực sự trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Những hành vi như của Trần Hoàng Tỷ, ông Võ Đình Sớm không thể và không được phép trở thành chuẩn mực. Chúng ta cần phải tiếp tục đấu tranh để bảo vệ sự liêm khiết và công bằng trong hệ thống pháp luật, để đảm bảo rằng những người nắm giữ quyền lực trong tay sẽ không bao giờ lợi dụng nó cho mục đích cá nhân. Đây không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là trách nhiệm của toàn bộ xã hội. Và cuối cùng, chúng ta cần phải nhớ rằng công lý không phải là một món hàng để mua bán, mà là một giá trị thiêng liêng mà mọi người dân đều phải được hưởng thụ. Những kẻ như ông Tỷ và ông Sớm, dù có tham lam đến đâu, cũng sẽ không thể đánh đổi được sự thật này. Họ có thể tạm thời trốn tránh trách nhiệm, nhưng cuối cùng, công lý sẽ luôn đòi hỏi một cái giá mà họ phải trả, và cái giá đó sẽ không bao giờ là rẻ. Việc xử lý nghiêm khắc những người như ông Tỷ, ông Sớm là rất cần thiết, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta cũng cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn hành vi tham nhũng từ gốc rễ, như việc cải thiện quy trình tuyển chọn và giám sát thẩm phán, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp và sự minh bạch trong quá trình xét xử. Vậy khi những vụ tham nhũng như thế này xảy ra, liệu niềm tin của quý vị vào hệ thống pháp luật có còn vững vàng không? Chúng ta cần làm gì để khôi phục và củng cố niềm tin vào công lý? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Hy vọng rằng qua vụ việc ông Tỷ và ông Sớm sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang nắm giữ quyền lực trong tay. Không ai, dù bất kỳ ở vị trí nào, có thể thoát khỏi hậu quả của những hành vi sai trái. Công lý có thể uốn cong, nhưng cuối cùng nó sẽ luôn trở lại vị trí đúng đắn của mình. Và những kẻ tham lam như ông Tỷ, ông Sớm sẽ phải đối mặt với hậu quả của sự lựa chọn sai lầm của họ. Nhìn lại những gì đã xảy ra, chúng ta không thể không cảm thấy phẫn nộ và bất bình. Công lý, một giá trị thiêng liêng và bất khả xâm phạm, đã bị bôi nhọ bởi những kẻ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của những người bảo vệ nó. Những người như ông Tỷ và ông Sớm không chỉ làm ô danh chức vụ thẩm phán, mà còn làm mất đi lòng tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật. Đây là một tổn thất không thể đong đếm được và là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về sự cần thiết phải duy trì sự liêm chính và công bằng trong mọi mặt của cuộc sống. Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với những thử thách từ bên trong lẫn bên ngoài, không gì quan trọng hơn việc xây dựng một bộ máy nhà nước vững mạnh, trong sạch và công bằng. Và thật may mắn, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, người dân có thể đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn khi những con sâu mọt kiểu như ông Tỷ và ông Sớm sẽ không còn đất sống. Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng khẳng định rằng không có chỗ cho những kẻ tham nhũng, những kẻ lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân trong bộ máy nhà nước. Ông luôn nhấn mạnh rằng
mọi hành vi sai trái sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ. Điều này cho thấy quyết tâm của ông trong việc làm sạch bộ máy để đảm bảo rằng những kẻ hại nước, hại dân sẽ không còn cơ hội phá hoại lòng tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật và chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiến dịch chống tham nhũng sẽ không chỉ dừng lại ở việc xử lý những kẻ đã bị phát giác, mà còn đi sâu vào việc ngăn chặn ngay từ gốc rễ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình sẽ là những yếu tố then chốt trong việc xây dựng một bộ máy nhà nước liêm chính. Các biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ được áp dụng để giám sát và kiểm tra, đảm bảo rằng không một cá nhân hay tổ chức nào có thể lợi dụng quyền lực để phục vụ lợi ích riêng. Với những kinh nghiệm đã đi qua và một tầm nhìn xa mới, Tổng Bí thư Tô Lâm hiểu rằng công tác phòng chống tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ của riêng mình ông, mà là của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Ông đã kêu gọi sự tham gia tích cực từ mọi tầng lớp xã hội, từ những cán bộ, công chức đến những người dân thường để cùng nhau xây dựng một đất nước mạnh mẽ, trong sạch và phát triển bền vững. Tương lai dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm hứa hẹn sẽ là một thời kỳ mà công lý thực sự được thực thi, nơi mà những kẻ lợi dụng quyền lực sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nhân dân có thể kỳ vọng vào một bộ máy nhà nước được làm sạch sẽ, nơi mà những giá trị công bằng, minh bạch và liêm chính sẽ được tôn vinh và bảo vệ. Không chỉ dừng lại ở lời nói, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng minh sự quyết tâm của mình bằng những hành động cụ thể. Việc khởi tố và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng gần đây là minh chứng cho thấy rằng dưới sự lãnh đạo của ông, không một kẻ tham nhũng nào có thể thoát khỏi vòng pháp luật. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy công tác phòng chống tham nhũng đang được thực hiện một cách quyết liệt, không khoan nhượng. Sự quyết tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một lời hứa mà là một chiến lược hành động rõ ràng và nhất quán. Ông đã, đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước trên con đường làm sạch bộ máy nhà nước, loại bỏ những kẻ tham lam, bất tài ra khỏi hệ thống và xây dựng một đất nước mà mỗi người dân đều có thể tự hào và tin tưởng vào chính quyền. Đây là niềm hy vọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mang đến cho chúng ta, một niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà công lý sẽ luôn luôn được bảo vệ và tôn vinh. Quý vị thân mến, dù công lý có thể tạm thời bị hoen ố bởi những kẻ tham lam và vô đạo đức, nhưng niềm tin với sự công bằng không dễ gì bị dập tắt. Chúng ta, với sức mạnh đoàn kết và lòng quyết tâm, hoàn toàn có khả năng khôi phục hệ thống pháp luật, mang lại minh bạch và liêm chính. Mỗi người đều gánh vác trách nhiệm bảo vệ giá trị thiêng liêng này, không để những kẻ lạm dụng quyền lực làm mờ đi ánh sáng của công lý. Niềm tin có thể đôi lần lung lay, nhưng nó không bao giờ tắt. Với sự kiên quyết và mạnh tay của các cấp lãnh đạo trong việc trừng trị tham nhũng, chúng ta sẽ bảo vệ được công lý và cả xã hội sẽ hưởng chọn một tương lai tươi sáng và công bằng hơn. Nếu quý vị đồng ý với ý kiến của kênh, quý vị hãy để lại bình luận phím số 1 và để lại phím số 0 với ý kiến không đồng ý nhé. Quý vị thân mến, vào sáng ngày 3 tháng 8 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%. Bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Ngay sau khi được bầu, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chủ trì họp báo. Vâng, và như vậy là Việt Nam chúng ta đã có Tổng Bí thư mới, đó là Tổng Bí thư Tô Lâm, người mà toàn dân, toàn quân chúng ta đang rất mong đợi để kế nhiệm thay Bác, tiếp tục công cuộc đốt lò vĩ đại, để diệt những quan tham, đưa đất nước phồn vinh. Chúng ta đều biết Đại tướng Tô Lâm đã đồng hành cùng với Bác Trọng trong nhiều năm và ông có công lao rất lớn trong công cuộc đốt lò vĩ đại, được quần chúng nhân dân tán thưởng nhiệt thành. Rất nhiều ý kiến mong muốn rằng Đại tướng Tô Lâm sẽ lên kế nhiệm thay Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều ý kiến cho rằng việc Chủ tịch nước Tô Lâm kế nhiệm Bác là được sự ưu ái của Bác Nguyễn Phú Trọng. Dư luận rất mong muốn Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là người kế nhiệm thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy, Chủ tịch nước Tô Lâm có thực sự là người được Bác Trọng ưu ái trước khi Bác Trọng mất để chọn làm người kế nhiệm hay không? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng tiếp tục đón xem. Vâng, trước thời gian Bác mất, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Chính phủ và Quốc hội đã kiện toàn được các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của đất nước, đặc biệt là chức danh Chủ tịch nước chúng ta, quay lại thời điểm là vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bộ trưởng Bộ Công an được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là vị đại tướng thứ 3 của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam giữ cương vị nguyên thủ quốc gia của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất ngờ hơn, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, đảm nhiệm trong cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông là vị tướng, lực lượng vũ trang đầu tiên đảm nhiệm cương vị phụ trách công tác hậu cần, giúp việc cho Trung ương Đảng sau khi Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và được miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra quyết định giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đảm nhiệm công việc Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Công an. Việc Bộ Chính trị lúc đó chưa thông qua được nhân sự để giới thiệu cho Quốc hội thông qua giữ chức vụ đặc biệt quan trọng không chỉ trong chính phủ mà còn cả trong hệ thống chính trị Việt Nam thời gian đó đã khiến dấy lên nghi ngờ uy tín của Đại tướng Tô Lâm bị giảm sút và nhiều trang phản động đánh giá vào nhà nước Việt Nam ta đã đăng tin và đưa những tin đồn rằng khi nhân sự của ông và lực lượng công an nhân dân giới thiệu cho Bộ Chính trị kế nhiệm ông trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương chưa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí thông qua các trang như BBC, RFA, Việt Tân và nhiều những trang phản động khác sống lưu vong ở nước ngoài đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều cho rằng vừa qua Đại tướng Tô Lâm chỉ huy lực lượng công an tiến hành tấn công tội phạm tham nhũng tiêu cực quá ác khiến chính trường Việt Nam rung lắc dữ dội, tạo ra cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử. Thế nên để hạ nhiệt sức nóng khủng khiếp từ cuộc tổng tấn công các thế lực tham nhũng, tiêu cực, các phái, cánh lợi ích, nhóm sân sau của chính trường Việt Nam đã đưa Đại tướng Tô Lâm rời vị trí chỉ huy lực lượng công an nhân dân và cố gắng đưa ra một nhân sự từ khối cơ quan dân sự vào chỉ huy lực lượng công an nhân dân, đồng thời tách các vị tướng Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng các cơ quan điều tra Bộ Công an ra khỏi mối liên kết với Đại tướng Tô Lâm trong cuộc chiến đốt lò vĩ đại đang được quần chúng nhân dân tán thưởng nhiệt thành. Vâng, đó là những lời phản động muốn công kích vào các lãnh đạo của Việt Nam chúng ta và sự thật diễn ra không hề như vậy. Chính phủ Việt Nam chưa kiện toàn ngay chức danh Bộ trưởng Công an là do các cấp có thẩm quyền cần hoàn thiện quy trình để bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao, chứ không hề có một âm mưu nào được âm thầm triển khai nhằm cô lập Đại tướng Tô Lâm khỏi cuộc chiến đốt lò như những suy diễn của các thế lực thù địch. Thậm chí, việc Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, còn được dư luận cho rằng sẽ giúp cuộc chiến đốt lò trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì ở cương vị này, tướng Ngọc sẽ có một cái nhìn bao quát hơn về hoạt động của Trung ương Đảng và các cấp ủy địa phương từ đó giúp ông nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong cấp ủy cơ quan Đảng để kịp thời ngăn chặn, tránh những hậu quả đáng tiếc như vừa qua, khiến sức chiến đấu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số địa phương bị tê liệt hoàn toàn, thậm chí có những địa phương bị dư luận đánh giá rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị tội phạm tham nhũng khống chế, điển hình là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Vậy quý vị có gợi ý nào về những biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động tiêu cực từ các tin tức sai lệch trên các trang báo phản động không? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Như chúng ta đã biết, chiều ngày 6 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang,
Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Cuối giờ chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang. Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được biết đến là hai vị tướng là cánh tay đắc lực đối với Đại tướng Tô Lâm trong cuộc chiến đốt lò. Nhiều người ví rằng trong cuộc chiến đốt lò, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị Tổng Tư lệnh, Đại tướng Tô Lâm là Tư lệnh chiến trường, còn Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc và Thượng tướng Lương Tam Quang là vị chỉ huy mặt trận. Việc Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm lên một chức vụ mới có sức ảnh hưởng lớn trên hệ thống chính trị Việt Nam, giúp nâng cao uy tín chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm được dư luận cho rằng vì ông nhận được sự ủng hộ lớn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ủng hộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đại tướng Tô Lâm được thể hiện ngay sau khi hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau khi Trung ương Đảng nhất trí giới thiệu Đại tướng Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước, kết thúc đại hội tại phòng làm việc riêng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian gặp gỡ, chúc mừng và trao đổi công tác với Đại tướng Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Dư luận nhận định rằng cuộc gặp gỡ đầy thân mật này là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, thể hiện sự gửi gắm, niềm tin cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đại tướng Tô Lâm, tân Chủ tịch nước và các lãnh đạo chủ chốt của đất nước Việt Nam. Chủ tịch nước Tô Lâm đã giúp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện thực hóa mong ước cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm, đưa công tác phòng chống tham nhũng trở nên thực chất, chứ không chỉ là những lời hiệu triệu mang tính phong trào như các nhiệm kỳ Tổng Bí thư trước. Bên cạnh đó, uy tín và sức ảnh hưởng chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá đang ở mức độ đặc biệt cao. Ông có khả năng cầm trịch và điều tiết công việc. Điều này là yêu cầu rất quan trọng đối với vai trò của Tổng Bí thư. Vì thế, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ được bầu kế nhiệm chức danh Tổng Bí thư. Điều này là kịch bản không hề bất ngờ đối với Việt Nam. Dựa vào những thông tin này, lợi dụng việc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục có những thay đổi nhân sự trong mấy tháng vừa qua, nhất là vào tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024, để kích động vào lãnh đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nếu những ai loáng thoáng nghe, thiếu suy xét thì có thể ít nhiều hoang mang, dao động. Song về cơ bản, những điều đó do những thành phần chống phá nhà nước đưa ra và đã bị dư luận kết luận rằng đó là bệnh ngứa mồm chính trị mãn tính. Nếu như thời phong kiến, ắt là bọn này đã bị cắt lưỡi lâu rồi. Những kẻ tâm thần chính trị chống phá đảng, nhà nước ta đâu có biết những sai phạm mà một bộ phận cán bộ, đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao bị vào lò trong thời gian vừa qua là một tất yếu. Vấn đề này đã được cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đẩy mạnh. Song vào thời điểm đó, các điều kiện đánh giặc nội xâm tham nhũng còn chưa chín mùi, nên đành phải đến thời kỳ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà ngay cả nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng còn gặp muôn vàn trở ngại. Phải đợi đến nhiệm kỳ thứ hai, rồi tiếp đến nhiệm kỳ thứ ba mới có đủ các điều kiện để đốt lò cháy. Nóng tới mức, củi tươi cũng phải cháy. Điều quan trọng nhất đó là lòng dân đã có phản ứng gay gắt với quốc nạn tham nhũng. Dân là tai, mắt, soi xét tư cách, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên từ cơ sở lên trung ương. Dân đòi trung ương phải mạnh tay chống tham nhũng để giữ thanh danh của đảng, làm cho sạch đảng và hệ thống chính trị. Việc phát trọng bệnh quan tham đâu phải là cố hữu của thể chế độc đảng như quy trục của bọn lăng loàn chính trị trên không gian mạng. Nếu như chịu khó tìm đọc sổ sách, sưu tầm thông tin đó đây thì có thể thấy loại bệnh tham nhũng phát sinh liền với nắm giữ quyền lực, tha hóa quyền lực, chẳng chừa một mô hình, thể chế độc đảng hay đa đảng. Ở Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới năm 2017, năm 2021 xếp thứ 10, sau đó lại tụt hạng, bị xếp hạng yếu thế về chống tham nhũng, đã có 5 đời tổng thống vào lò. Ukraine hiện đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh, song vẫn phải ra tay thanh trừng kẻ tham nhũng. Nước Mỹ đang trong cuộc đua quyết liệt vào Nhà Trắng. Đối thủ của ông Biden đang bị bêu danh bởi vụ việc lợi dụng tài sản công và việc chu cấp cho nhân tình. Nếu chỉ có chế độ độc đảng ở Việt Nam mới đẻ ra tham nhũng, thì cớ sao Liên Hợp Quốc phải ban hành Công ước Quốc tế về phòng chống tham nhũng năm 2003? Trong đó, ngay dòng đầu đã chỉ ra rằng lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn của thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững. Và chế độ như vậy, vấn đề tham nhũng là vấn nạn mang tính toàn cầu.
Việt Nam là một thành viên của tổ chức này đã và đang tích cực tham gia, trước hết là vì sự liêm khiết của đảng cầm quyền, sau đó là góp vào văn minh, tiến bộ của nhân loại. Việc Đại tướng Tô Lâm được tiến cử vào vị trí chủ tịch nước cũng không phải do động cơ chính trị của cá nhân ông, mà đó là nhiệm vụ của đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, và nhiều ý kiến cho rằng đó là tín hiệu vui. Để có thể hy vọng sau khi bác Trọng yên nghỉ, thì bác Tô sẽ đốt lò tiếp chứ không buông bỏ, dừng nghỉ. Nếu như trong gần hai nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông không hoàn thành nhiệm vụ đứng đầu ngành công an, không góp phần bảo vệ đảng, nhà nước, chế độ, không tích cực quyết liệt chống tham nhũng, không góp công vào đánh bại mọi âm mưu, bạo loạn, lật đổ các kẻ thế lực phản động, thì làm sao ông có thể vào vị trí hiện tại được? Còn việc ông có được tiếp tục, được giữ trọng trách trong tương lai, nhất là vào Đại hội Đảng 14 của Đảng, ông được Trung ương giới thiệu tái cử vào đại biểu bỏ phiếu tán thành. Đó cũng là do năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của ông quyết định. Không nên vì thế mà dựng rào chắn lối chính trị của ông. Việc thuộc cấp của ông được cân nhắc vào một số vị trí trọng yếu, ví dụ như Bộ trưởng Công an, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương hay có nhiều tướng lĩnh người Hưng Yên trong ngành công an thì cũng không nên quy chụp là cục bộ, nhóm cục bộ địa phương. Càng không được phép suy diễn đó là bước chuẩn bị vây cánh cho tương lai, vì rằng nhìn lại lịch sử của Đảng, chưa bao giờ nhóm hay phe cánh có chỗ yên hàn trong hệ thống chính trị. Sự vận hành bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị sẽ được công tác nhân sự đi đúng quỹ đạo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Trước hết, ai đi chệch ắt bị đào thải, nhưng các phe phản động trái chiều lại công kích rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng viễn cảnh xóa ảnh hưởng của quân đội và công an trong đường lối cai trị độc tài đã mờ nhạt rồi. Tiếp theo là thăng cấp, tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước được coi là trả công của ông Trọng. Hoặc tiếp nữa là như sự có mặt của tướng Cường được coi là sự cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an trong Bộ Chính trị. Sự thật phải nhìn nhận rằng đây là những phán xét sằng bậy, những suy diễn hồ đồ vô căn cứ, bởi chúng ta đều đã biết rất rõ quy định bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao, phải được lựa chọn công phu, cẩn trọng và qua sự sàng lọc từng trải trong thực tiễn. Vì liên quan đến những vấn đề hệ trọng chiến lược của đất nước, mỗi ngành bộ đều có vị trí, chức năng, nhiệm vụ riêng, không bị chồng chéo hoặc không hoạt động lấn sân sau. Cho nên quân đội và công an cũng vậy. Nhưng do tính chất đặc thù là lực lượng vũ trang nòng cốt, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, quân đội và công an đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của đảng. Nhưng nói hai ngành đó trong đường lối cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam hay sự cân bằng quyền lực, xóa ảnh hưởng của quân đội và công an là khiên cưỡng, khiến diện vu cáo mang ý đồ phân biệt, kích động, phân rẽ quân đội và công an. Cần nhấn mạnh thêm trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng, không thể cá nhân nào, nhóm nào đó xen vào để rồi tạo ra phe này nhóm kia. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất vì sứ mệnh lịch sử của Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó là sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 94 năm từ khi có Đảng, những kẻ tâm thần chính trị lại nói rằng tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước được coi như sự trả công của ông Trọng, còn theo quy định tại Điều 8687 Hiến pháp năm 2013, quy định về chức danh Chủ tịch nước cụ thể như sau. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Cụ thể, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và chịu trách nhiệm và báo cáo công tác Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội mới bầu ra Chủ tịch nước. Trình tự bầu Chủ tịch nước năm 2014 cụ thể tại Điều 33 Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết 71 năm 2022 QH15 quy định trình tự bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngoài danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình,
tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử. Nếu có, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước tuyên thệ. Vì vậy, đâu phải chuyện một cá nhân nào thích đưa ai lên làm Chủ tịch nước cũng được, mà các thế lực cứ phán bừa, chả căn cứ vào đâu. Việt Nam luôn thượng tôn pháp luật và thực hiện các quy trình nhân sự theo hiến pháp và pháp luật. Kính thưa quý vị, có thể khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời ở tuổi 80 đã để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong đời sống chính trị Việt Nam. Việt Nam chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Bác, đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng mang tính sống còn. Đó là cuộc cách mạng chống giặc nội xâm, loại bỏ sâu mọt của Đảng. Bác cũng được nhớ đến do đã khởi xướng chủ thuyết ngoại giao cây tre và trở thành Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam thăm Nhà Trắng của Mỹ. Với tầm ảnh hưởng lớn được ghi nhận cả ở trong và ngoài nước, Bác Trọng để lại di sản mang tính lịch sử, là một người cộng sản kiên định. Dù người được lựa chọn kế nhiệm có là Chủ tịch nước Tô Lâm hoặc là ai đi chăng nữa thì vẫn mong rằng sẽ tiếp tục phát huy công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là tiếp tục phòng chống tham nhũng, chống giặc nội xâm, phát huy những di sản và thành tựu mà Bác Nguyễn Phú Trọng đã để lại. Quý vị hãy để lại lời chúc Tổng Bí thư Tô Lâm luôn bền bỉ và mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ đốt lò, bảo vệ sự trong sạch của Đảng xuống bên dưới phần bình luận nhé.